Hàng năm, cơ quan khí tượng học Nhật Bản sẽ đưa ra thông báo chính thức sau khi những bông hoa anh đào đầu tiên bắt đầu nở trên những cây anh đào đại diện tại đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. Cũng theo cơ quan này, đây là năm đầu tiên trong 9 năm qua, thủ đô Tokyo chào đón thời điểm bắt đầu mùa hoa anh đào sớm hơn các thành phố khác trên cả nước. Tôi đã thấy 5-6 bông hoa nở trên cây anh đào đại diện. Mùa hoa anh đào như vậy là đã chính thức bắt đầu. Mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhiều người dân và khách du lịch đã tới thăm đền Yasukuni cũng như các công viên lân cận để có cơ hội ngắm nhìn những bông hoa anh đào đầu tiên. Hàng năm tôi đều tới đền Yasukuni để cầu nguyện và ngắm những bông hoa anh đào đầu tiên của mùa hoa. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoa anh đào trong mưa và tôi khá thích hình ảnh này. Nếu thời tiết khá hơn thì hoa nở sẽ còn đẹp hơn, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy thật vui khi mùa hoa anh đào đã chính thức bắt đầu. Dự kiến, hoa anh đào sẽ nở rộ khắp thủ đô Tokyo vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Mùa hoa anh đào trên cả nước Nhật Bản, như mọi năm, sẽ kéo dài từ miền Nam lên miền Bắc, từ nay tới tận tháng 5.